Anh muốn hỏi em một điều này. Có phải những người con gái ở bên cạnh anh đều cảm thấy rất mệt mỏi và khổ sở hay không? Anh đang nói tới Sam Sam hả? Cô ấy đã rất cố gắng. Tuy không giỏi lắm nhưng mà hình như cô ấy còn cố gắng hơn em nữa. Phụ nữ chúng em phải thật nỗ lực mới có thể xứng với người đàn ông hoàn hảo như anh. Anh không hề hoàn hảo. Và anh cũng chưa từng nghĩ người yêu của mình phải thật hoàn hảo. Anh chỉ hy vọng cô ấy luôn được vui vẻ, không cần phải có áp lực lớn như vậy, hoàn toàn có thể dựa vào anh. Áp lực của Sam Sam em biết nhiều cũng có thể hiểu được, bởi vì trước kia em cũng như vậy. Nhưng mà Sam Sam có một trái tim mạnh mẽ, em tin là cô ấy sẽ vượt qua được. Cảm ơn em. Cảm ơn vì tất cả những gì em đã làm. Đây có thể nói là lần đầu tiên trong đời bị đàn ông từ chối. Được rồi. Bây giờ xuống ăn cơm được chưa? Ăn trễ sẽ không tốt đâu. Ta đi thôi. Mẹ, như vậy là sao? Ông được xuất viện. Ông nội của con đó cứ một mực đòi xuất viện về. Lúc nãy bác sĩ tới khám nói có thể xuất viện rồi. Ông cứ hối bà mẹ thu dọn đồ đạc, còn bắt mẹ gọi hai đứa tới đây nữa đó. Ông à, ông đã khỏe hẳn chưa vậy? Không còn ở thêm vài ngày nữa sao? Bác sĩ nói ông khỏe rồi, ở đây làm gì nữa, về thôi. Đúng đó, ở đây đâu phải là khách sạn sang trọng ở lại để làm cái gì. Tuy nhà cô Phong rất tiện nghi thoải mái, nhưng mà bác với mẹ cháu vẫn phải ở trong bệnh viện nhỏ xíu này. Theo bác á, thà cứ để cho ông nội về nhà nghỉ ngơi vậy còn tốt hơn. Nè Liễu Liễu, con á với Sam Sam làm thủ tục xuất viện đi nha. Hôm nay là thứ bảy, nếu không làm á phải chờ đến thứ hai lận đó, phải không? Đi đi nhanh lên. Dạ, đi đi nhanh lên. Dạ được, vậy chúng ta đi thôi. Xong rồi ba, nè đi đi. Đi đi nè, dạ, chuẩn bị xong rồi chưa? Con đỡ ba nha. Có gì không đó? Sao đâu mẹ? Đúng là nhanh thiệt ha, đến nơi rồi hả? Cuối cùng cũng đến nơi. Ba, để con cầm phụ cho. Được rồi, con cầm cái này đi. Dạ. Một cái thôi được rồi. Đi thôi ba. Ba khỏe chưa? Con gái à, lần này không có thời gian dùng cơm với con với Thừa Hạo, để lần sau đi nha, hả? Mẹ đã tốn rất nhiều công sức mới làm Thừa Hạo hồi tâm chuyển ý đó. Con nên sửa đổi tính tình một chút đi nha. Mẹ nói thiệt, mẹ cũng không muốn nhờ vả người ta ba lần bốn lượt như vậy. Con cũng đâu có muốn cả đời này phải lấy chồng làm tài xế đâu, đúng không? Không chịu nghe lời mẹ thì bao giờ mới ngẩng mặt lên được hả? Nè ngoan, ngoan đi ha. Được rồi mà mẹ, con biết rồi. Mẹ không phải lo chuyện của con với Thừa Hạo nữa. Mọi người đi đường cẩn thận. Khi về tới nhà chăm sóc tốt cho ông nội nha. Được rồi. Ba, con đã mua vé giường nằm rồi nè. Sức khỏe của ông cũng không tốt, mọi người đi đường chú ý cẩn thận nha. Được rồi, con cứ yên tâm đi. Mọi người sẽ chăm sóc ông thật chu đáo mà. Dạ. Sau khi về nhà mẹ sẽ gọi điện thoại cho con ha. Sam Sam à. Dạ. Hôm qua bà thấy bảng tên của con không bình thường, phía trên là số điện thoại của ai vậy? Cái bảng tên đó của con, tại vì cái bảng tên trước làm bằng giấy cho nên nó không chắc chắn, rất dễ mất, cho nên con nhờ bạn làm giúp một cái khác đó ba. Phía trên là số của Liễu Liễu, chị ấy cũng ở Thượng Hải, tiện thể chăm sóc lẫn nhau.
À, là số điện thoại của Liễu Liễu, có phải không? Dạ phải. Sam Sam à, thật ra con vẫn còn trẻ, đừng nên quá gấp gáp chuyện gì hết. Dù cho cả đời con không lấy chồng, ba mẹ cũng không ghét bỏ con đâu. Được rồi, ra ngoài làm việc, quan trọng nhất là phải chăm sóc bản thân cho tốt. Có biết chưa, chuyện tình cảm thì cứ tùy duyên thôi, đừng có nồn nóng. Ba lo nhất là con ở bên ngoài bị người ta lừa đó. Thân mình là con gái, cẩn thận vẫn hơn con à. Ba, ba yên tâm đi mà, con đâu có phải là con nít đâu, sẽ tự biết cẩn thận mà. Ba yên tâm đi. Có lẽ bây giờ mình nên nói với ba là mình đã gặp một người đàn ông tốt. Trời ơi, có phải là không gặp mặt nữa đâu, chia ly sướt mướt là cái gì không biết nữa. Còn hai phút nữa là tao chạy được gì nhanh lên. Tạm biệt con nha Sam Sam. Con gái tạm biệt. Đi nha. Mọi người đi nào, cẩn thận nha. Tạm biệt con nha Sam Sam. Tạm biệt ba mẹ. Dạ, tạm biệt ông. Sam Sam à, mình thấy Phong Đặng không đến bệnh viện thăm ông lần nào hết, toàn là để Tiểu Trương với thư ký tới không à. Chẳng lẽ anh ta biết cậu chưa nói với người nhà chuyện hai người yêu nhau sao? Điều đáng nói là anh ấy còn nổi giận với mình. Nổi giận hả? Sao lại đến mức đó? Phong Nguyệt à, Lệ Trữ, cảm ơn hai người đã đến đón tôi tới bệnh viện thăm ông nội. Không có gì đâu Sam Sam, đúng lúc chúng tôi cũng muốn đi thăm ông nội mà. Lệ Trữ, cô đang ở nước Anh mà. Chuyện đó hàng ngày bọn họ đều rất bận, tôi ở đó thực sự rất buồn chán nên mới về trước. Lệ Trữ, hai người họ bận đến như vậy sao? Một chút thời gian ở bên cô mà Trịnh Kỳ cũng không có. Sam Sam à, Lệ Trữ mới vừa về, chưa quen với mấy giờ, để cô ấy ngủ một lát đi. Sam Sam à, chuyện về cuộc điện thoại ở bên anh, tôi rất xin lỗi. Hả? Không sao không sao đâu, tôi cũng hên là có cô kịp thời giúp tôi giải dây. Với lại tôi thì không biết tiếng Anh, vốn dĩ người ta không biết tôi đang nói gì mà. Thật ra cô là một cô gái rất tốt, là một người mà bất kể là nam hay nữ gặp rồi đều sẽ rất thích. Tôi trước đây cũng không phải là tôi coi thường cô, tôi chỉ cảm thấy cô có thể tốt hơn. Anh Phong Đặng la cô sao? Anh ấy không nói với cô hả? Anh ấy thật sự la cô hả? Lệ Trữ, thật sự cô đừng có để tâm, tôi thật sự không có để bụng đâu. Hơn nữa mấy ngày nay tôi đang lo chuyện ông nội tôi bị bệnh phải nhập viện, không có tâm trạng nghĩ cái gì khác. Xin lỗi cô nha. Để tôi gặp anh ấy, tôi sẽ đòi lại công bằng cho cô. Cũng không thể nói là la. Cô nói coi, với tính cách của tôi có thể đứng một chỗ cho Phong Đằng la tôi một trận hay sao chứ? Chỉ là một chút mâu thuẫn, cũng không phải là chuyện lớn gì. Thật ra tôi vẫn rất ngưỡng mộ cô. Ngưỡng mộ tôi hả? Vì cô không toan tính. Giờ tôi càng ngày càng có thể hiểu được vì sao Phong Đằng lại thích cô như vậy. Vì anh ấy cảm thấy tôi luôn phản ứng chậm chạp, thích ăn hiếp tôi đó. Hình như Lệ Trữ có tâm sự, cãi nhau với Phong Đằng sao? Nếu không có chuyện gì, gỡ bỏ hiểu lầm rồi cũng không đến mức phải cãi nhau chứ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Lệ Trữ, Sam Sam, chúng ta đi thôi, vào thăm ông nội đi. Cháu đến lâu dạ, chưa? Cháu cũng vừa mới tới thôi thưa bác. Có vẻ ông nội đã khỏe lại rồi ha bác ha. Lắm hả? Có cô Phong đến thăm ông nội nè.
Dạ con chào ông. Chào ông, ông chào khỏe hơn cô. Chưa? Du Thư Hảo, sao anh cũng đến vậy? Sao sao, đã lâu không gặp ha. Cô Phong à, cô đến rồi hả? Lại đây, ngồi chơi. Qua đây ngồi chơi, qua đây ngồi chơi. Không cần khách sáo đâu mà. Cái này, đây là chút tấm lòng của chúng cháu. Được, cảm ơn nhiều nha. Ba mẹ, đây là Nguyên Lệ Trữ, cô ấy cũng là bạn của con. Dạ chào hai bác. Nguyên Lệ Trữ, cô chính là người phụ trách chuỗi hiệu sách Người Trí Thức Xinh Đẹp Nhất Thượng Hải. Ồ, vậy chắc cũng có địa vị ha. Anh đứng đây làm gì vậy? Mời khách ngồi đi. Mời ngồi, xin mời ngồi. Không cần đâu, chúng tôi đến đây để thăm ông nội thôi. Ông nội đã khỏe hơn chưa ạ? Thấy trong người thế nào rồi? Khỏe rồi, cảm ơn cô. Dạ, không có gì. Lần trước là do tôi bận. Mọi người cũng biết là bây giờ làm ăn rất là khó khăn. Nếu biết các cô tới thì tôi đã đổi cho ông nội qua phòng dịch vụ nằm rồi. Hai cô tới đây không có chỗ ngồi thật là ngại quá. Anh đừng quan trọng như vậy mà. Chúng tôi đến đây để thăm ông nội thôi. Chỉ cần ông nội thoải mái là chúng tôi đã thấy vui rồi. Đúng rồi, giới thiệu với các cô một chút nha. Du Thừa Hảo, bạn trai Liễu Liễu nhà chúng tôi. Đừng thấy nó trẻ tuổi mà xem thường. Ở công ty nó chỉ đứng sau giám đốc, tương lai rất là rộng mở. Cậu ấy chỉ là cảm thấy để các cô đến nơi này thăm bệnh thì thật là không phải, có đúng không? Dạ phải. Được rồi, không cần lo nữa. Nơi bệnh viện này có gì đáng đến chứ? Chúng tôi không quan trọng lắm đâu. Cô Phong à, tôi thấy ba tôi sẽ mau ra viện thôi. Cô bận biểu như vậy, sau này cô không cần đến đâu. Lần này thật sự cảm ơn cô, cảm ơn nhiều lắm á. Xin bác đừng có nói những lời khách sáo như vậy. Thật ra cháu định là đợi ông nội khỏe lên một chút, đến lúc đó cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi Thượng Hải. Cháu sẽ mời cho, sẽ tiếp đãi thật chu đáo. Không cần. Sam Sam à, cho mình xin lỗi nha, lúc nãy khiến cho cậu khó xử như vậy. Không sao đâu, cậu vui lên một chút đi. Mình chỉ là tò mò sao Du Thừa Hạo lại đến đây vậy. Nói ra cũng dài lắm. Kể từ khi anh ta biết được cậu và Phong Đằng yêu nhau, có lẽ anh ta muốn thông qua mình để kiếm được chút quan hệ với Phong Đằng. Anh ta thường xuyên chạy đến chỗ của mình. Bây giờ mình phải chạy trốn anh ta, giống như là trốn tội phạm vậy đó. Nhưng mà không ngờ tối hôm qua, đúng lúc mẹ của mình đang ở ngay trước cửa nhà. Người như mẹ của mình, có phải cậu không biết nhưng đâu. Nhưng mà vậy có phải mẹ cậu lại hòa giải hai người không? Mình cũng không muốn đâu. Nhưng mẹ của mình ép mình, nói là nếu như mình không làm lành với anh ấy thì mình phải theo mẹ mình về quê. Liễu Liễu à, cậu nói xem, bây giờ cậu đã chuyển ra ngoài rồi, công việc cũng ổn định, cậu cũng đã lớn rồi, vậy đừng có chuyện gì cứ khăng khăng nghe theo lời bác gái chứ. Thôi bỏ đi, bây giờ ông nội của tụi mình đang nằm bệnh viện, mọi người ai cũng đều lo lắng hết. Và trong lúc này cậu đừng khiến mọi chuyện thêm rối nữa. Còn bây giờ thì mình chỉ muốn mẹ về quê càng sớm càng tốt. Phải rồi, chuyện của cậu và Phong Đằng mình đã cảnh cáo Du Thừa Hạo rồi, cấm anh nói linh tinh. Được rồi, cảm ơn cậu nhiều. Mình thấy ba mẹ Sam Sam đều là người hiền lành và cũng rất khách sáo nữa. Nhưng mà người bác kia thì có vẻ hơi ồn ào. Và người họ Du kia nữa, hình như là Du Thừa Hảo, bạn trai chị họ Sam Sam đó. Cảm giác rất là kỳ lạ. Quan hệ giữa Sam Sam và chị họ hình như là rất tốt nữa. Mình từng nghe Sam Sam kể, cô chị họ đó dường như rất là thông minh và rất xinh đẹp nữa. Điều đó mình phải công nhận. Nhưng có điều là mắt nhìn đàn ông thì hơi kém một chút. Cậu nói xem sau này nếu bọn họ thật sự kết hôn, vậy thì gã họ Du kia với anh của mình sẽ trở thành anh em cột chèo rồi còn gì. Trời ơi, mình thấy cậu lo xa quá rồi đó. Anh trai cậu yêu Sam Sam chứ đâu phải là yêu họ hàng của Sam Sam đâu. Hơn nữa đây chỉ là chị em họ, không phải là chị em ruột mà. Yêu đương mà để ý nhiều như vậy, thà đừng yêu thì hơn. À, Lệ Trữ à, anh mình gọi điện về kêu mình phải giữ cậu ở lại đó. Mình không biết là nguyên nhân gì. Khi mọi người đi Anh Quốc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Mình có cảm giác có gì đó rất là lạ.
Cậu đã ngửa bài lên chưa?